hỏi thường gặp nhất mà các bạn của tò mò đặt câu hỏi đó chính là sự khác nhau giữa color correction và color grading là gì và tại sao lại có sự khác nhau như thế vậy. Color correction và color grading là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và nó thể hiện hai quá trình làm khác nhau trong quá trình các bạn xử lý một clip màu. Color correction là phương pháp bạn đưa hình ảnh về đúng màu của nó, giống màu tự nhiên nhất có thể. Và color grading là phương pháp nghệ thuật giúp bức ảnh có cảm giác hơn, là cách điều khiển cảm nhận của bạn truyền cho người xem. Để bạn rõ hơn về hai phương pháp này thì cách tốt nhất là chúng ta hãy xem vào một ví dụ. Như các bạn đã thấy ở đây, đây là cảnh quay bằng 5D Mark 3. Như các bạn đã thấy thì đây là một khung cảnh ở file gốc. Và để color correction, tức là chúng ta sẽ đưa màu này, cái clip này về cái màu nguyên bản nhất có thể. Và cái cách mà chúng ta sẽ thay đổi cái cảm nhận của người xem và không gian của người xem. Ví dụ, đây chúng ta có thể đưa vào đây là một cái cảnh vào một buổi tối. Hay đây là một cảnh giống như là quá khứ hoặc là sự mơ tưởng nhớ về cái cảnh ở trong một cảnh ở trong quá khứ. Hoặc đây là một cái cảnh vui tươi thể hiện tình yêu hoa nở. Những cái cách nhìn khác nhau sẽ tạo ra những cái cảm nhận khác nhau đối với người xem. Mỗi một lần bạn thay đổi góc nhìn sẽ làm cho người xem có một cái sự thay đổi về thời gian, không gian cũng như là hàm chứa của những câu chuyện ở trong đó. Và cách thay đổi này đó chính là công việc của người làm màu, hay tiếng Anh gọi là colorist. Hãy thử tưởng tượng xem nếu mà một cảnh phim rùng rợn mà bạn lại để màu là màu của phim hài thì quả thật là một thảm họa. Ví dụ, đây là file phim gốc và đây là file color correction. Và khi chúng ta thay đổi cách thể hiện màu bằng color grade, chúng ta sẽ tạo ra cảm nhận cho người xem ở các góc nhìn khác nhau. Và đó chính là sự khác nhau cơ bản nhất của color correction và color grading.